Rồi chào các bạn, buổi sáng thì hôm bữa mình mua hai thùng dây chai đó, thì mình lấy ra được hai cái men nè, mình bỏ đây hổng gài, mình bữa nay mình lấy ra mình test thử coi nó còn chạy hay không. Thì men này men G31, còn men này men GH61 mà để thay này, bản 4.0 nè, có cái tem ăn phát gì nè. Thì để mình test thử coi sao. Ổng gài về quê ăn Tết thì giờ mình mới lên kiểm tra thôi. Được. Mình thấy gì không? Mới cắm điện vô cái nó lên khói à. Đây để anh quay cận cảnh cho các bạn coi ha. Có thấy à, cháy con IC mạng này, nó lên khói. Khô liền nè, nó sôi luôn nè, bạn thấy không, nó sôi nè ha. Coi IC mạng này nó bị chạm rồi, thì giờ nó chạm thì thôi kệ nó ha. Thì cái này hôm bữa cây RAM 4GB mình gắn lên nó chạy ok, nên đang gắn lên main H81 mình test nè. Thì cây RAM thì nó chạy rồi, còn cái main này để mình coi coi, chạm nóng lắm nha. Rồi để coi nó có kích nguồn được không, kệ đi, mạng nó cháy kệ nó ha. Rồi để mình kích nguồn ha, vẫn kích nguồn được nè, rồi kích cái tắt à. Nóng lắm nè, phỏng tay luôn, con mạng này chắc con mạng này ra đi rồi. Kích nguồn thì vẫn kích được nhưng mà con mạng này nó bị chạm rồi. Rồi để cái men này mình sẽ xử lý sau, thì mình quay cho các bạn coi thôi. Mấy cái này bạn mua cho chai nên cẩn thận nha, con vô này nó cũng đen quá nè, con mạng này nó phỏng tay luôn ha, con xe mạng á, cắm vô là nó chạm liền. Bởi vì mua cho chai không có mua giống mình ha, mình mua mình trải nghiệm cho các bạn coi thôi. Rồi thì ở đây có cái G31 để mình sẵn mình test lên cho các bạn coi luôn. Đến kiếm cái cặp test gắn lên luôn. Rồi mình bật điện lên, mình gắn cái loa vô luôn. Rồi nó có báo ra không hay là nó chạy gì không? Rồi đến kích nguồn cái không chạy á, báo sáng đèn reset rồi nè, mất reset rồi nè, chip nóng nè, ấm ấm. Em đo nguồn RAM ấy. Nguồn RAM có ha. Nguồn chip chip cầu bắc có luôn nè, có nguồn chip nam luôn, nói chung là có nguồn mà bị treo reset. Rồi cái này cũng bị hư luôn, men này cũng khá là đen luôn, cho bạn coi men này, IO với chip âm thanh nó đen thui luôn nha. Rồi con lóc cũng đen thui luôn. Nói chung là men này cổ quá rồi mà
Mẹ này thì thấy chưa có dấu sửa chữa gì, nhưng mà nó đen quá đen. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn thôi nha. Mua mấy này dễ lỗ lắm nha, các bạn không có nên mua theo mình. Mình có thể sửa được nhưng mà các bạn thì hên xui nha. Rồi mình cũng hên xui nữa, mình cũng có lúc sửa được có lúc không nữa, chứ không phải cái nào mình cũng hư là mình sửa được đâu. Rồi thì cây gam được, có cây gam chạy được à. Cây gam kinh mắc 4G 133. Rồi, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Bye bye các bạn. Đầu năm phát tài nha. Sức khỏe. Rồi.